Mới đây, những hình ảnh chụp lại cảnh một chú cá dưới hồ nước đang gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc đã may mắn chụp lại được những khoảnh khắc rất thú vị. Chú cá trắm ở dưới mặt nước đã bất chợt nhảy lên và nhào đến một bông hoa sen, cắn thẳng vào cánh hoa, giật đứt từng cánh và cho vào mồm. Dưới sức ép của con cá to, bông hoa nghiêng ngã và suýt chìm xuống nước. Những cánh hoa bên ngoài tơi tả, bị rách dưới màn ăn uống mạnh mẽ của chú cá trắm cỏ. Chú cá trắm lao lên khỏi mặt nước và dồ thẳng những cánh hoa sen. Bông sen bị rách tơi tả. Hình ảnh vô cùng tự nhiên này đã được ghi lại cực kỳ rõ nét, chân thực khiến nhiều người chú ý. Trên mạng xã hội, dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều tỏ ra bất ngờ và ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng cá trắm ăn hoa.